Thưa khán giả, vừa qua hành trình 15 ngày, hai đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Hải quân dùng 2 trên tàu Trường Sa 21, Trường Sa 10 thăm chúc tất cán bộ chiến sĩ các nhà dạng DK1, tàu trực, các cơ quan dân chính đảng quyền cùng đảo. Đoàn đã trở về đất liền an toàn, kết thúc thành công tốt đẹp chuyến công tác. Sau 15 ngày thực hiện nhiệm vụ trên biển, vượt qua hàng trăm hải lý, hai đoàn công tác đến 15 nhà dạng DK1 ở cụm Ba Kè, Quế Đường, Quyền Trân, Phúc Tần, Phúc Nguyên, Tư Chính và Bãi Cạn Cà Mau. Do điều kiện sóng to gió lớn, đoàn chỉ lên được 3 nhà dàn trực tiếp thăm chúc các cán bộ chiến sĩ. Các nhà dàn còn lại, đoàn công tác thực hiện phương án tặng quà qua dây, chúc Tết qua bộ đàm. Những phần quà của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Dùng hai Hải quân, cơ quan doanh nghiệp, nhân dân các địa phương được hai đoàn chuyển đầy đủ đến tay cán bộ chiến sĩ, nhà dàn DK1 và tàu trực, quân dân huyện Công Đảo tạo thêm niềm tin động lực để cán bộ chiến sĩ thêm vững vàng tay súng bảo vệ vững chắc thêm lục địa thiêng liêng của tổ quốc trong chuyến công tác này đoàn đã tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhà giàn dk 1 đã hy sinh trên vùng biển phía nam của tổ quốc diễn nghĩa trang hàng dương quyện côn đảo thăm chúc tết quyện quỹ hội đồng nhân dân quỹ ban nhân dân quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam quyện và lực lượng vũ trang quỹ công đảo trạm radar năm chín mươi thuộc trung đoàn radar hai trăm năm mươi đóng trên địa bàn quyện công đảo dù phải tác nghiệp trong điều kiện thời tiết bất lợi, sóng to, gió lớn, song các phóng viên báo chí đã khắc phục khó khăn, nỗ lực ghi lại những thước phim, những hình ảnh sinh động, phản ánh đời sống sinh hoạt, học tập công tác và đời sống tinh thần, cũng như không khí đón Tết của cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu của Tổ quốc. Đến nay, đã có hơn 300 tin bài phóng sự ghi nhận về các hoạt động của đoàn công tác được đăng, phát sóng trên các báo đại trung ương địa phương, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm về biển đảo cho nhân dân cả nước và kỳ bào ta ở nước ngoài phát biểu tại buổi đón đoàn đại tá phạm quyết tiến phó tư lệnh dùng hai hải quân nhấn mạnh góp phần làm nên thành công của chuyến công tác chính là tinh thần đoàn kết gắn bó quân và dân thể hiện ở tình cảm quyết tâm trách nhiệm của đồng bào cả nước mà cụ thể là các đại biểu đối với cán bộ chiến sĩ hải quân trên tuyến đầu tổ quốc đã khắc phục những khó khăn để cùng nhau vượt qua sóng gió để kịp thời truyền tải những thông điệp hết sức ý nghĩa đến đồng bào cả nước đồng thời biểu dương những đóng góp không nhỏ của cán bộ chiến sĩ hai tàu Trường Sa 21 và Trường Sa 10 để chuyến công tác đạt được kết quả như mong muốn. Tại buổi lễ tổng kết, Bộ Tư lệnh Dùng Hai Hải quân đã trao thưởng cho hai tập thể tàu và 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.